Mai Tiến Dũng kể chuyện tình tay ba đầy drama. Trong lần trở lại này, nam ca sĩ đã có nhiều thay đổi trong cách thể hiện bài hát và truyền tải câu chuyện, giúp âm nhạc của mình ngày càng đến gần với khán giả hơn. Tối ngày 21 tháng 4, Mai Tiến Dũng chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2023, MV Dù Khóc Một Dòng Sông. Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Tuno, Mai Tiến Dũng tiếp tục khẳng định hơn nữa sở trường ballad của mình. Không chỉ chứng minh sức hút trong giọng hát đầy tính tự sự, day dứt cùng những nốt lên cao trào vững vàng nhưng không kém phần cảm xúc. Cách xử lý ca khúc với những câu bỏ nhỏ vừa vặn, tự nhiên và sự tiết chế trong luyến láy của Mai Tiến Dũng đã giúp ca khúc mang được màu sắc hiện đại, gần gũi với thị hiếu khán giả. Dũng luôn quan niệm một khi đã mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc bất kỳ thì đó phải là những gì tinh túy nhất, chỉn chu và chất lượng nhất từ bản phối tới giọng hát, cách hát. Nhưng sau một thời gian hoạt động và nhìn nhận lại sự nghiệp, Dũng đang cố gắng từng chút một điều chỉnh những tiêu chuẩn bản thân đặt ra sao cho phù hợp với thị hiếu và những lời đóng góp, nhận xét từ khán giả, Mai Tiến Dũng chia sẻ. Với ca khúc Dù Khóc Một Dòng Sông lần này, Mai Tiến Dũng cho biết anh muốn thay đổi cách hát của mình đi một chút và tập trung vào việc thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, cố gắng tiết chế hết mức có thể một số thói quen khi hát. Với những sản phẩm trong tương lai, Mai Tiến Dũng vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để cân bằng giữa con người nghệ sĩ của mình và những gì khán giả yêu thích, chờ đợi ở nam ca sĩ. Trong MV Dù Khóc Một Dòng Sông, Mai Tiến Dũng chính là bức tranh hưu thần được vẽ bởi Dũng, Quốc Anh, từng yêu sâu đậm Mai MC Mù Tạt. Tuy nhiên mối tình này lại dang dở, sau này chàng họa sĩ lại gặp gỡ và yêu Vân, Duy Dương. Ngày Dũng quyết định cầu hôn Vân cũng là khi anh bắt gặp Mai đang phỏng vấn Vân. Điều này khiến anh rất phân vân, cuối cùng anh vẫn quyết định cầu hôn Vân. Với lối kể chuyện đan xen giữa thực tại, quá khứ, Vân chính là người đã chữa lành tâm hồn Dũng sau những đổ vỡ. Thậm chí, cô nàng đã tự tay hoàn thiện bức tranh hưu thần, vốn là tác phẩm của bạn trai với người cũ và trưng bày trong triển lãm của mình. Bên cạnh đó, bức tranh hưu thần xuất hiện xuyên suốt MV được Mai Tiến Dũng và ekip cài cắm nhiều ý nghĩa. Theo đó, bức tranh được xem như kỷ vật chứng kiến mọi cảm xúc của chàng trai, từ vui vẻ đến đau buồn, tuyệt vọng và rồi lại hạnh phúc.